đoạt xá Vĩnh Hòa. Bất quá dưới mắt ba cái hung thú đẳng cấp bực này, ứng đối tình huống trước mắt đã là dư xài. Tiêu Viêm chính là tránh lui đã đến hậu phương, hắn chỉ cần yên lặng nhìn chăm chú lên cuộc chiến đấu này liền tốt. Theo Hư Ách Côn cùng Ma Thiên Thú xuất hiện, tựa hồ cuộc chiến đấu này đã là không có lo lắng, về phần nữ đế thủy chung đều chưa từng hiện thân, như vậy chiến cuộc cũng không cần nữ đế hiện thân. Vĩnh Hòa giờ phút này chau mày, hắn vốn cho rằng lại đối phó nữ đế, nhưng chưa từng nghĩ đến Tiêu Viêm vẫn còn có hung thú cường đại bên cạnh như vậy. Đáng giận vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Vĩnh Hòa cũng không nhịn được tối chửi một câu nói. Tổ Sắt vốn cho là mình đã cơ bản dò thăm Tiêu Viêm hư thực, nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm thâm tàng bất lộ, ba đầu hung thú này, ra ngoài Ma Thiên Thú, Cửu Anh cùng Hư Ách Côn đều đang huyền âm trên giới hung danh hiển hách. Tiêu Viêm có được một cái cũng được rồi, ghê tởm nhất chính là vẫn còn có hai đầu, hơn nữa còn có một đầu hung thú không biết tên, cấp bậc tựa hồ cùng hai cái trước cũng là không khác. Ba đầu hung thú gào thét ở giữa, cường đại đến cực điểm lực chấn nhiếp làm lòng người thần cấp chấn động, 830 cùng 853 bị Hư Ách Côn nuốt vào tự hồ triệt để không có động tĩnh, mặc dù cả hai khả năng cũng không có vẫn lạc, nhưng muốn từ trong cơ thể của Hư Ách Côn đi ra, khả năng đã là cực thấp. Trừ khi hoàn toàn không cách nào tiêu hóa, bị Hư Ách Côn bài tiết ra ngoài, nếu không công kích của bọn hắn mạnh hơn, cũng không cách nào từ trong hắn đột phá. Cho nên dưới mắt, chỉ còn lại có ba người 817 Vĩnh Hòa cùng Ngù Tình. Lại đối mặt ba đầu hung thú này, ba người này chính là lộ ra không chịu nổi một kích. Thời điểm Vĩnh Hòa cùng Ma Thiên Thú kịch chiến, chính là không rảnh lại đi dùng đại trận khống chế Cửu Anh, mà lẻ loi một MINH817 đối phó Cửu Anh, chín cái đầu chăn gào thét lây hướng hắn mở ra bồn máu miệng lớn. Thời điểm 817 đối kháng dần dần bắt đầu không còn chút sức lực nào. Mà nhìn Cửu Anh tự hồ đã đang đùa bỡn 817 rồi, như mèo vờn chuột. 817 thế công không cách nào đối với Cửu Anh tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà thân hình của hắn thì bị đầu chăn của Cửu Anh chín xé đến xé đi. Trước mắt chiến cuộc cái này mấy tên người của Thái Hư Đại Thế đã mất, bao gồm phân thân Tổ Sắt ở bên trong, cuộc chiến đấu này nhìn tựa hồ đã mất lo lắng, mà Thiên Thú đuổi theo Vĩnh Hòa điên cuồng cắn xé. Về phần Ma Thiên Thú hiển nhiên đối phó Vĩnh Hòa cũng giống vậy là thực lực nghiền ép. Cho dù Ngu Tình tham dự chiến đấu, nhưng cũng không cách nào dung chuyển Ma Thiên Thú. Với lại hiển nhiên mà Thiên Thú cũng không bộc phát ra lực lượng chân chính của nó, liền đã nghiền ép Vĩnh Hằng, giờ phút này từ sắc mặt của hắn nhìn lên, Vĩnh Hòa đã là có tâm ý lùi bước. Đáng chết, hắn vẫn còn có nội tình như thế. Ngu Tình, chuẩn bị rút lui, mấy cái thái hư này thực lực quá yếu, trận chiến này đã mất khả năng chiến thắng. Vĩnh Hòa khẽ quát một tiếng, nói xong hắn và thân hình của Ngu Tình lúc này cấp tốc bắn ngược. Vĩnh Hòa thình lình đưa tay. Sau đó nhanh chóng kết xuất trận ấn, chỉ thấy không gian bắt đầu vặn vẹo, hắn tựa hồ dự định trực tiếp dùng một loại bí pháp không gian dịch chuyển nào đó, ly khai nơi đây, viện nhi, không thể thả hắn ly khai. Tiêu Viêm nói ra, lấy năng lực của hắn chỉ sợ là không cách nào ngăn cản Vĩnh Hòa rời đi, cho nên chỉ có thể nhờ nữ đế giúp đỡ. Thân hình của nữ đế lại lần nữa giống như một cái bóng, ở bên cạnh Tiêu Viêm hiển hiện. Phu quân không muốn hắn đi, vậy liền để cho hắn lưu lại đi. Âm thanh của nữ đế chậm chậm truyền ra, chỉ thấy nữ đế cái gì động tác đều không có, nhưng là cái kia không gian vặn vẹo chỗ bỗng nhiên oanh một tiếng, xuất hiện một đạo vết nứt đỏ lòm, cánh tay bắt đầu từ trong đó đột nhiên thò ra. Tốc độ cực nhanh, lấy tốc độ sét đánh thò ra, bỗng nhiên từ trên lồng ngực Vĩnh Hòa xẹt qua, trong nháy mắt liền đem lồng ngực hắn huyết nhục xinh xinh xé mở, lộ ra xương cốt cùng viên trái tim màu vàng kim nhảy lên, ẩn chứa bất hủ chi lực kia. Trước mặt Vĩnh Hòa đối với vô cùng đột nhiên thế công, cũng là sắc mặt kịch biến, vội vàng lui về phía sau soạt 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 chật vật tránh lui, vết nứt cánh tay chợt thu về, cũng mang ý nghĩa trận pháp Vĩnh Hòa rời đi bị phá hết. Cỗ lực lượng này, Thiên Hà Ma Tôn, bán ngược lui về phía sau trong nội tâm Vĩnh Hòa chấn động, vừa rồi cỗ lực lượng kia mạnh để cho hắn cảm nhận được cảm giác tử vong, mà khí nồng đậm nơi này chỉ có Thiên Hà Ma Quân mới có. Viện Nhi, đây là, Tiêu Viêm cũng là cả kinh. Ma khí nồng đậm cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy là Thiên Hà Ma Quân ra tay. Thiên Hà đấu kỹ danh tự nhớ không rõ rồi, nơi này ma khí nồng đậm, cho nên hào hứng đến rồi, hay là dùng chiêu số của hắn, thử một chút uy lực như thế nào, bất quá nhìn đến vẫn còn có chút lạnh nhạt, nếu không vừa rồi một kích đầy đủ mà sát hắn. Nữ đế trả lời nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy đắng chát cười một tiếng, tùy ý dùng đấu kỹ của người ta đều có thể mạnh như thế sao? Với lại tự hồ đấu kỹ người khác. Càng là hạ bút thành văn, căn bản vốn không cần phải đi tu luyện,
đã từng thấy qua một chút chính là học được. Tiêu Viêm cảm thán, đế chi bất hủ với hắn mà nói đã phi thường cường đại, chí ít đạt tới đế chi bất hủ cấp độ này, kỳ thật chỉ cần không tham lam, không mạo hiểm, vẫn là tỷ lệ cực nhỏ, chí ít có thể gặp được địch nhân đối với mình có uy hiếp, cũng không có bao nhiêu. Sở dĩ Tiêu Viêm bây giờ có thể gặp được nhiều như vậy được bất hủ, đó là hắn chạy tới cấp độ này, đã từng là hắn ngẩng đầu đều không thể ngưỡng vọng cấp độ. Chỉ có đạp vào cái tòa núi cao này, mới có thể nhìn thấy phong cảnh trên núi, dưới núi người vĩnh viễn sẽ không minh bạch, cái cảnh giới này mới là hai chữ chân lý. Viện Nhi, ta cũng cần ngươi không làm hắn gãy, bất quá phải chú ý nặng nhẹ, đừng đem hắn giết, tổ xuất đạo phân thân này ta đã muốn. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, nói xong chính là nhắm mắt, một cỗ lực lượng vô hình chính là hướng phía Vĩnh Hòa bao phủ tới. Đoạt xá tổ xuất cỗ phân thân này độ khó cũng không nhỏ, bởi vì đạo tổ xuất phân thân tên là Vĩnh Hòa này, thực lực tương đối mạnh, Tiêu Viêm không cách nào kết luận kỳ cụ thể là thực lực gì, bất quá từ nó trước bày ra cảm giác, chí ít cũng là bước thứ 5. Chính là bởi vì như thế mới khiến cho Tiêu Viêm có chút động tâm rồi, bất quá hắn thực lực cường đại cũng đang khó khăn chỗ. Vĩnh Hòa, cỗ, phân thân này thực lực quá mạnh, mà Tiêu Viêm bản tôn quá yếu, coi như có thể đoạt xá, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp khống chế. Bất quá tổ xuất nếu đều đưa tới cửa, như vậy Tiêu Viêm chính là muốn thử một lần, đem mặt sát chẳng thà đem đoạt xá. Nếu như thành công, đạo này phân thân liền sẽ trở thành tổ xuất tâm ma, đến lúc đó nếu như cùng tổ xuất chiến một trận, cỗ phân thân này có thể nảy sinh tác dụng lớn. Cái cỗ lực lượng vô hình này, trong nháy mắt bao phủ Vĩnh Hòa, người kia cảm giác linh hồn run lên, cùng lúc đó, thân ảnh xếp bằng phía trên viên sao nhỏ đặc biệt của Liệp Thần cung kia, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có tơ máu tràn ngập, sắc mặt rét lạnh đến cực điểm. Đây là, đoạt xá chi lực. Hắn vậy mà muốn đoạt xá phân thân của ta. Đáng chết, hắn nhất định là muốn mượn phân thân này, lui về phía sau đánh với ta một trận thời điểm phá tâm thần ta. Nguyên bản lẳng lặng tổ xuất ngồi xếp bằng, mở hai mắt ra đến, lúc này bên cạnh còn tự sát hai giai nhân, trên người tổ xuất đột nhiên nồng đậm sát ý, để cho hai bóng người đẹp đẽ lập tức tránh lui ra, cúi đầu không nói, hô hấp phảng phất cũng ngừng, sợ chọc giận tổ xuất. Hừ, đoạt xá phải không, ta liền muốn nhìn kẻ nào đoạt xá chi lực mạnh hơn. Chương 3908, tổ xuất nổi giận. Tại Tiêu Viêm đoạt xá Vĩnh Hòa thời điểm, một đoạt xá chi lực cũng là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Nhưng tổ xuất lại lần nữa thầm mắng một tiếng. Đáng giận, cái hư thần khải giáp này lại còn có thể ngăn cản đoạt xá chi lực. Tiêu Viêm được hư thần khải giáp bao bọc, tổ xuất đoạt xá chi lực rất khó xuyên thấu áo giáp, cho nên suy nghĩ của hắn muốn đoạt xá Tiêu Viêm cũng chỉ có thể chấm dứt. Không cách nào đoạt xá, như vậy hiện tại tổ xuất chỉ có thể cắn răng, không để cho cỗ phân thân này của mình bị Tiêu Viêm đoạt xá. Lúc này Tiêu Viêm cường đại đoạt xá chi lực đã là từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào trong bộ thân thể này của hắn. Chỉ một lát sau, liền để cho tổ xuất cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ khiến người ta run sợ, đó là bởi vì tổ xuất chưa bao giờ từng thấy đoạt xá chi lực cường đại như thế, đang lấy tốc độ cực nhanh chóng đoạt xá, thậm chí hắn cực lực ngăn cản lại cũng vô pháp ngăn cản mảy may. Chiếu loại tốc độ này xuống dưới, không mất bao nhiêu thời gian, chỉ sợ thật sự cũng sẽ bị Tiêu Viêm triệt để đoạt xá. Sau đó sẽ gạt ra linh hồn của hắn từ trong nhục thân Vĩnh Hòa, ngu tình, rút lui. Vĩnh Hòa biết được trạng huống trước mắt đã không thể dương cung, nhất định phải nghĩ hết biện pháp ly khai mới được. Vĩnh Hòa không ngừng kết xuất thủ ấn, xem ra còn muốn thi triển thuật dịch chuyển. Bất quá ngay tại hắn vừa mới kết ấn trong nháy mắt, ở bên cạnh hắn bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện một vết nứt, cùng vừa rồi chiêu số giống nhau như đúc, lại là một đầu cánh tay màu đỏ ngòm từ cái kia trong cái khe đột nhiên thò ra. Lần này Vĩnh Hòa đã có phòng bị, trong nháy mắt né tránh ra đến, mặc dù tránh né thành công, nhưng na di trận pháp cũng lại lần nữa bị phá. Ánh mắt Vĩnh Hòa hơi trầm xuống, thân hình bắn ngược lui về phía sau, tăng nhanh kết ấn tốc độ. Ngay tại thời điểm Vĩnh Hòa na di trận pháp sắp hoàn thành, vết nứt lại lần nữa xuất hiện, lại một lần đem đánh gãy. Vĩnh Hòa na di trận pháp một lần lại một lần bị đánh gãy, tâm tính cũng bắt đầu dữ dội nóng nảy lên, mặc kệ hắn như thế nào nhanh chóng kết ấn bày trận. Mỗi khi trận pháp muốn thành công thời điểm, vết nứt kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đúng lúc đem đánh gãy. Mục đích rất rõ ràng, chính là không cho hắn ly khai. Mà để cho Vĩnh Hòa càng thêm táo bạo chính là, không cách nào cùng đoạt xá chi lực của Tiêu Viêm chống lại, cho dù thực lực mạnh trên quá nhiều, nhưng loại cảm giác từng chút bị từng bước xâm chiếm này, để cho tổ xuất phi thường khó chịu. Nhưng giờ phút này nghĩ hết biện pháp,
nhưng như cụ không thể làm gì, căn bản cũng không khả năng thoát khỏi. Tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cụ phân thân này, bị Tiêu Viêm dần dần từng bước xâm chiếm, cuối cùng hoàn toàn bị Tiêu Viêm làm cho đoạt xá. Đối với hắn mà nói, không chỉ có là phân thân vấn đề, lại thêm cũng là sỉ nhục lớn lao. Bởi vì hắn thấy, người chân chính thân phụ khí vận là hắn mới đúng, thất bại hẳn là Tiêu Viêm, mà không phải hắn. Muốn đoạt xá cỗ phân thân này của ta, mơ tưởng. Tại khoảng cách bất hủ man hoàng xa xôi Liệp Thần Thiên Cung, phía trên viên sao nhỏ kia đặc biệt, truyền đến tiếng gào thét tức giận của tổ sắt, phảng phất toàn bộ ngôi sao cũng đang run sợ. Liệp Thần Cung chúng tinh nghe lệnh, vận chuyển Hoán Thiên Quyền Vân Đại Trận. Tiếng giống giận dữ của tổ sắt âm lại lần nữa truyền ra, vừa nói ra một lát, phóng tầm mắt nhìn tới, Liệp Thần Cung đông đảo ngôi sao phía trên chính là một đạo lam quang phóng lên tận trời. Sau đó ánh sáng màu lam tại hư không không ngừng hội tụ, một cái cự đại trận pháp dần dần cấu tạo ra. Động tĩnh như vậy cho dù xa xôi nhìn lại, vẫn như cũ cần phải chấn động, mênh mông hư vô phía trên, từng khoảng ngôi sao phía trên phóng lên tận trời chùm sáng màu xanh lam, năng lượng ẩn chứa chính là khó có thể tưởng tượng. Sao nhỏ phía trên, thân hình của tổ sắt trực tiếp bạo lướt mà lên, hóa thành một vệt cầu vồng lướt về phía giữa hư không. Chỉ chốc lát sau thân hình của tổ sắt chính là đi tới phía trên trận pháp to lớn, tổ sắt giơ cánh tay lên, toàn bộ đại trận chính là theo động tác của hắn mà chậm rãi động, trong đại trận một cái phù văn to lớn cấu tạo tựa như con mắt, hiện ra. Tay áo tổ sắt vung vẩy, trận pháp thay đổi, cải biến phương hướng. Hiển nhiên, Hoán Thiên Quyển Vân trận giờ phút này đối mặt phương hướng, chính là bất hủ man hoàng. Chưa có cho là có ba cái xúc sinh. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, còn vọng tưởng đoạt xá phân thân của ta, về điểm này ngươi liền phải chết. Tổ sắt thấp giọng thì thào, cái kia thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Thiên Chu, giết! Nói xong tổ sắt vung tay áo bào, hư không bên trên chừng vạn trượng to lớn Hoán Thiên Quyển Vân trận chính là oanh một tiếng, trong con mắt lớn một vệt sáng phá toái hư không, giống như muốn trực tiếp xuyên thủng huyền không, Tiêu Viêm khoảng cách xa xôi như thế cũng muốn gặp trận pháp chu sát. Đại trận chùm sáng lướt đi trong nháy mắt, ở phía xa có một ngôi sao bỗng nhiên nổ tung lên, lại là chuyện khó mà tin nổi hóa thành một cái lỗ sâu, đại trận chùm sáng chính là chui vào bên trong lỗ sâu. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Liệp Thần Cung xa xôi bên trong bất hủ man hoang, Vĩnh Hòa giờ phút này phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức cũng trong nháy mắt mất tinh thần xuống dưới, toàn thân cao thấp chỗ có bất hủ chi lực càng là đều phun trào ra. Sau đó tại trong tay hắn xuất hiện một cái quang cầu trong suốt. Giữ tại trong lòng bàn tay sau chính là không chút do dự đem trực tiếp bóp nát ra. Âm vang ở giữa, quang cầu nổ tung, toàn bộ xung quanh cũng tràn ngập tựa là khí tức hủy diệt. Sau đó Vĩnh Hòa phát ra gầm thét ngập trời, nâng lên hai tay cách hư không, giống như bắt được hư không, sau đó hung hăng xé ra. Không gian thật sự trong chớp mắt tiếp theo giống như trường hoàn chỉnh giấy, mà giờ khắc này bị sinh sinh xé mở một đầu vết nứt. Phía trên khe nứt to lớn. Cương phòng quét sạch, lông mày Tiêu Viêm cũng là vì đó nhíu một cái, một nguy hiểm bà động bắt đầu từ trong cái khe truyền vang ra. Thủ ấn của Vĩnh Hòa nhanh chóng biến ảo, hắn giờ phút này tự hồ sẽ không dự định sử dụng dịch chuyển thuật, mà là dự định trực tiếp mà sát Tiêu Viêm. Hiển nhiên Tiêu Viêm cưỡng ép sẽ phân thân hắn lưu ở nơi đây, sau đó như cá trong chậu tự như muốn đem đoạt xá, triệt để chọc giận tổ sắt, sau đó tổ sắt mới dự định vận dụng sát chiêu như thế, trực tiếp đem Tiêu Viêm chú sát. Mau để cho bọn chúng né tránh, có một sóng gợn rất mạnh mẽ lập tức đánh đến nơi, ta chỉ có thể bảo hộ người chu toàn. Lúc này nữ đế bỗng nhiên nói với Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hơi kinh hãi, có thể làm cho nữ đế cũng hơi nghiêm túc, nói tổ sắt là thật vận dụng sát chiêu rồi. Tiêu Viêm khoát tay, ba cái hung thú còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp từ mảnh không gian này biến mất không thấy gì nữa, về phần hư thần khải giáp trên người 817 vỡ vụn hơn phân nửa, nhìn thụ thương không nhẹ. Về phần Ngu Tình, giờ phút này đã là bắn ngược cực nhanh, tựa hồ nàng biết được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, lưu ở chỗ này chắc chắn chỉ có một con đường chết. Hư không vết nứt tựa hồ cùng không gian chung quanh hoàn toàn không liên quan, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, cường phong gào thét ở giữa, giống như có hung thú ở trong đó gào thét gầm gừ. Đừng lo lắng, ngươi an tâm làm sự tình ngươi muốn làm, có thiếp thân ở đây, nâng toàn bộ lực lượng của Liệp Thần Cung, ta muốn bảo hộ người chủ toàn. Ai cũng không giết được người. Thân hình nữ đế chậm rãi ngưng xuất hiện, thân mang váy dài, ngẩng đầu nhìn cái hư không vết nứt hắc ám kia, đôi mắt dễ thương có chút đóng mở, trên gương mặt nhìn không ra lại bất luận cái thần sắc kinh hoàng gì. Mà giờ khắc này,
tựa hồ Vĩnh Hòa cũng rốt cuộc nhìn thấy nữ đế xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, người kia đồng tử hơi co lại, về phần nữ đế từ đầu đến cuối đều không dùng con mắt xem qua một chút Vĩnh Hòa. Dù sao tại trong mắt nữ đế, tổ xuất cũng tốt, liệp thần cung cũng được, từng ở thời điểm đỉnh phong, bọn hắn thật sự ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tập mới đến đây là kết thúc, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở tập tiếp theo. Xin like cho có tinh thần, thêm một đăng ký, muôn phần cảm ơn.